bọn đấy nữa anh ạ, còn một bọn ở trên, còn bọn ở chỗ gì nhỉ, còn Nhà bọn giữa ở này đồng, nhà nữa, giữa đồng. đang giữa đồng đây anh ơi. Đó, vào, đang bắn nhau, đang bắn nhau, anh Giang khả năng bị bọn ở đồng bắn rồi. Không, anh bị cái thằng đi xe bắn mà. Không phải thằng đi xe mà thằng ở chỗ nhà kho bắn. Hình như nó thả một thằng ở nhà kho, sau đó là nó đi xe bằng đón xe bằng xong phát nhà kho bọn tao anh luôn. Hết nó đi anh ơi. Em nông kìa. Hãy